Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo chồng, cha và ông của chúng tôi là John Viani Nguyễn Đình Tuấn đã được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại San Jose, California, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình tang lễ lễ phát tang 10 giờ sáng thứ sáu ngày 6 tháng 12 tại Darling and Fisher 471 East Santa Clara, San Jose. Thăm viếng 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Cầu nguyện 6 giờ chiều phong trào hướng đạo. 7 giờ chiều chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Thánh lễ an táng thứ bảy ngày 7 tháng 12 lúc 10 giờ sáng tại Holy Spirit Church, 1200 Redmond Avenue, San Jose. Lễ di quan và an táng lúc 12 giờ trưa tại Gate of Heaven Cemetery, 22.555 Crystal Ray Drive, Los Altos, California. Tang gia đồng kính báo vợ bà Mộng lệ Trân, trưởng nam Nguyễn Đình Biên, thứ nam Nguyễn Đình Vinh. Nguyễn Đình Duyên, Nguyễn Đình Thăng, Nguyễn Đình Huy, trưởng nữ Nguyễn Đình Mộng Vũ, thứ nữ Nguyễn Đình Mộng Giao, Nguyễn Đình Mộng Đan, xin miệng phúng điếu và vòng hoa, xin quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý đoàn thể và thân bằng quyến thuộc, hợp ý cầu nguyện cho linh hồn John Viani sớm được về hưởng nhang thánh chúa. Ban Thường vụ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam nhận được tin buồn trưởng ngựa Siêng Năng John Viani Nguyễn Đình Tuấn huân chương Bắc đậu cựu văn phòng trưởng văn phòng hướng đạo trưởng niên tiên chỉ làng bách hợp vùng Vịnh Bắc California đã lìa rừng vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại San Jose California hưởng thọ 86 tuổi ban thường vụ hội đồng trung ương hướng đạo Việt Nam xin thành kính phân ưu